cứ thêm cây phượng con gái như thế nào. Cây phượng còn lại này nó suông lắm mình cả nhà, nó không có cái mắt nào hết, cho nên là anh Tùng leo rất là khó. Cả nhà xem anh Tùng xử lý như thế nào nha. Cây phượng này toàn bộ là trên nóc nhà, mà dưới nóc nhà thì có kiến, và giáp với nóc nhà của người ta nữa. Bên đây thì cây mai dưới thì hàng rào, cái khoảng trống ở dưới đất khoảng chừng 3 mét trở lại. Mai trắng nha cả nhà, cây mai trắng ta, ông chủ nhà này làm kiển bằng toàn là cây mai trắng. Rồi mé trên á, cây ngang cây anh Tùng cưa đó là một cây me bự, thiệt là bự luôn. Nó di chuyển rất là khó khăn để đưa những cái nhánh xuống dưới đất, nhưng anh Tùng nó có nhiều kinh nghiệm, cho nên là Thu mời cả nhà cùng xem Thu. Cái cây là rất cao cả nhà, từ trên mí nhà lên mà nó cao cỡ này, còn từ mấy nhà trở xuống nữa, cây là cả 20 thước, trên 20 thước. Đó, cả nhà cùng xem với Thu nha. Chiều có gió cũng khá nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cây nó quá không, cây nó lớn mà nó chuyển động như vậy, tất nhiên là gió rất nhiều đó. Anh Tùng nhìn xem địa thế cây làm sao để đưa những cái nhánh cây này xuống tới dưới đất an toàn, không hại cái toàn bộ những cái nóc nhà và toàn bộ những cây mấy dưới. Và cái cây này có kiến nha cả nhà, anh Tùng xịt kiến, nhưng mà thường thì kiến vàng, nhưng mà cây này là kiến ghiện. Kiến ghiện là kiến đen á cả nhà, kiến đen cắn vẫn đau, nhưng mà kiến vàng thì cắn thì nó đái luôn tại chỗ, còn kiến ghiện thì cắn nó đau chứ nó không có đái luôn, rất là khó cưa. Bẻ nhánh khô. Anh hiếu chuyện dây chuyện máy lên cho anh Tùng. Tùng trồng qua nhánh giáp với cây me me cột đặng cưa nhánh đó trước cho cả nhà. Anh Tùng kia sang kéo ra ra hướng này đó nè. Nhánh này nó lớn mà nó dài quá. Đó rồi.
dùng sức cũng đẩy ra khỏi cái nắp nhà này. Nhanh khử nó trắng ngay nóc nhà. Chạy ra sao rồi để nó mất cái kẹt kìa, nó không có ra khỏi cái nắp nhà. Chị đó đi ra, đi rồi đó, kéo chị đi. Đúng. Kéo chị ra rồi. Xuống đi. Xe quanh chị. Nó nằm bên một phần cái nóc nhà nè, đó. Nằm nó kéo chút ra ngoài nó mới xuống. Nhà bằng kính là cái nhà là cái này. Đi rồi, qua khỏi cái nóc nhà rồi. Đâu kéo được nữa. Cả nhà ơi, mạnh luôn.
tuần cột cái nhánh mấy bên kia. Mấy bên kia là trên nóc nhà chọn luôn nha cả nhà. Nóc nhà bên đó chọn luôn. Chọn lên nóc nhà luôn. Trời cũng tối rồi, anh Tùng tranh thủ làm gút đoạn cho rồi kịp rồi cho chủ nhà. Anh Tùng chưa có chung là rất an toàn. Nó qua khỏi mấy nóc nhà nè. Cái cây phượng là nó dựa vô cái nóc nhà luôn, cái cây nó sát với mấy nóc nhà luôn. Cây xuống đó rất an toàn. Giặt cái rung rung cái cây phượng luôn rồi cái này. Cái sức mạnh của nó giặt cho nó lại rung rung cây phượng luôn. Cái đọt đó hai nhánh anh Tùng cắt từng nhánh cả nhà, miễn cắt luôn hai nhánh nó bự quá nên cắt nhánh từng nhánh. Còn tới đó rồi. Thank you.
xong cái rọt thì anh Tuấn xử lý xong cái rọt thì cái này. Anh Tùng đoạn từ phút đóng cục phải thả xuống đi cả nhà. Thằng dẹt quả dánh nghe cho chấm đi cho anh Tùng cưa cái tay nhịn dịn cái nhánh cái khúc củi ha, cưa lúc khúc củi rồi thì cái anh Tùng lấy tay dùng sức để thả nó xuống. Anh Tùng không có dùng đai, không có dùng bộ móng luôn nè cả nhà, chân không bình thường luôn á. Đây chỉ kéo giờ thôi. Anh Tùng dùng bật cho tụi cái khúc củi ra sau lưng lên đặng mà cho kiếm mình có đeo. Ở dưới có anh Sang mấy anh đem dẹp qua một bên ở trên tầng trên xuống dưới. Em Cường lên hỗ trợ với anh Tùng là cái phần còn lại cả nhà. Tại vì anh Tùng hồi nãy không có mang cái dây đai cho nên hơi khó hơn, cho nên trời gần tối rồi. Nếu mà ấy thì nó lâu lắm, tối không thấy đường cắt. Cho nên em Tùng mang cái bộ dây đai lên xử lý phần còn lại. Cả nhà xem tiếp nha. Em Cường lên một cột có nếu mà kéo giờ dạ, con đôn xuống hà là chắc không dài. Con giữa cây rồi xuống mạng cây. Nếu mà lên cái cột cột chứ thôi nó lộn mèo á.
nó lộn lại á. Em từ nè lên bên trên cột dây nặng cắt ở dưới đây có một phần trắng dưới đây. Nói cho lớn lớn chút, nói gì ghi ghi cho ai nghe. Đây là số anh. Em cột, cột dây đặng cột cắt xuống tường ngang khúc đó. Đây khúc đó, dưới đây là dưới có khoảng trống khoảng từ đó qua đó 3 thước, hơn 3 thước. Khúc đó cắt xuống là vừa luôn. Qua gì của khúc vậy? Còn ơi, 5 dĩa cơm thêm Cường ơi. Năm dĩa cơm thêm. Không bị trả, năm dĩa cơm thêm. Năm dĩa đủ thêm lạ. Sớm quên cơm luôn. Lọt hả? Khỏi mua nổ. Em tối ăn bụ. Muốn đi sắp nọ. Tối ăn bụ. Có ăn 6 dĩa không? Không, đang đâu rước dần. Không bị trả. Không bị trả chứ. Cái máy này lên đây không chạy quăng chứ. Phải à, mấy con cũng mấy ai cũng quăng hết được. Mình cười một cọc chưa? Ở dưới đây à. Cả nhà thấy cái nhà nó sát một bên với cái cây luôn không cả nhà? Cái cây nó nằm sát mấy con luôn đó, mà anh Tùng và các đệ tử của anh Tùng xử lý không ảnh hưởng hư hại gì bất cứ một thứ gì. Cả nhà thấy trên nóc không bằng kiến, nhưng mà Thu không biết là kiến mica hay kiến gì, nhưng mà gần dưới đất cho nên khỏi cục dây cành ngã xuống luôn, khỏi cục dây luôn. Cần lấy cây không? Cái cây nãy không? Lớn lắm, kéo lên mấy nhà luôn, nó cứ
cây cho nó chuẩn. Cắt lên nhà luôn. Thường dọn chấm chỗ này đặng cho cưa cái khúc gốc nó ngã xuống nha. Đây nha cả nhà. Em thường lăn mấy khúc này ra tại vì luôn chỗ này rất là hẹp luôn. Cho nên lăn chấm một bên cái cây nó ngã xuống nó không có dọn dâng lên. Cái cây nó dâng lên rất là nguy hiểm. Đã bị hư lên cả nhà, nó bị hư con gì đục một rổ rồi mà cái này toàn bộ đều cưa củi chứ không làm gì được luôn. Đây không có đẹp cho nên là ta toàn bộ là cưa củi cả 5 tấc trở lại hết, ăn trồng cưa củi ra luôn thành củi luôn cho chủ nhà luôn. Chủ nhà rất là mừng khi anh Tùng cưa được cây sa tê và cây phượng này. Nó rất là áp lực cho cái nhà. Một là trời giông trời gió nó tét nhánh xuống là cả nhà nguy hiểm. Hai là trên nóc nhà là gì toàn là kiến để trên nóc nhà. Ba nữa là cái là cây như này nó rụng lá xuống với khuya với tối mình ngủ mà nó rụng nhánh khô xuống dưới nhà rất là sợ và hồi hộp. Cho nên anh Tùng mà làm được cái cây này, hai cây này xuống rồi thì cả nhà rất là mừng. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi nghe cả nhà. Hơn 6 giờ mà anh Tùng là tranh thủ làm chứ hồi sáng anh Tùng làm thì Thu nghĩ là bữa nay sẽ không gọi những cây này. Vì quá nhiều cây, lớp cây sung, cây chàm cừ rồi cây nhiều cây dừa nữa. Và thêm hai cây này rất là khó cưa, toàn là treo nhánh. Nhưng Thu nghĩ là chắc không rồi, nhưng mà anh Tùng và các đệ tử cố gắng là giờ là 6 giờ, có hơn 6 giờ rồi thì cũng đã sắp hoàn thành cho chủ nhà.
cái gốc này rất lớn nha cả nhà, cho nên là cưa nó lâu, thu biết thu quay dây díu chưa có đẹp, và nói cũng có những cái thu cũng chưa hiểu ý anh Tùng, nói còn sai, và thu mong cả nhà cũng thông cảm cho thu, đôi khi trời tối quá thu quay màn hình không rõ lắm hoặc là không gian chặn chặt hẹp, cho nên là thu quay không lấy hết góc nhìn, chẳng hạn như cái cây trên rớt xuống thì thu đứng phút, cho nên là thu quay ở trên rớt xuống, nhưng thu quay chưa tới đất thì cả nhà cũng hiểu dùm thu, nó rớt xuống là tất nhiên là phải rớt xuống đất, và ở trên máy cho nên Tùng không có cưa mà dựa dưới đất nghe tiếng cưa thì tất nhiên là những người đi chung, chẳng hạn như anh Sang, em Cường và em Hiền ở dưới xử lý những nhánh cây mà anh Tùng đưa xuống gốc, cả nhà coi và hiểu và thông cảm cho Thu nha. Đây là lời nói chân thành của Thu. Thu xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Thu và đăng ký kênh của Thu. Thu rất cảm động và biết ơn cả nhà những tấm lòng yêu mến Thu và để lại bình luận phía dưới những sai sót của Thu để cho Thu sửa chữa, cho kênh của Thu được phát triển hơn, và Thu muốn được gần, Thu được gần gũi với tất cả mọi người hơn. Thu muốn đem những cái hay, cái tốt đem cho mọi người cùng xem nhé Thu, và Thu cũng mong tất cả mọi người thương mến Thu và ủng hộ Thu nhé. Anh Tùng cũng xử lý gần xong cây phượng rồi nha cả nhà. Gốc này rất là lớn, nhưng mà cũng may là cái cây này không có sử dụng gì hết, cho nên không sao, tại vì cái gốc nó bị hư đó, một lỗ luôn cả nhà. Nếu mà mình lấy gỗ thì cái cây này cũng không xài được rồi, cho nên là cũng may là cái cây này chỉ làm củi thôi, không sao. Nhìn thấy cái lỗ nó thì đỏ và chắc lắm, nhưng mà chính vì bây giờ là hơn 6 giờ rồi nha cả nhà, trời đã tối rồi, anh Tùng cũng đã hoàn thành cây phượng xuất sắc. Thôi Thu cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cho Thu một like, một chia sẻ, một đăng ký. Và nhớ để lại lời bình luận phía dưới.